Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Bá Hồng Audio Clip này uh, giới thiệu với quý vị bạn cặp loa cặp loa thuộc, rất là quen thuộc với shop báo Hồng Audio đó là cặp uh, JBL Ti5000 Đây là một trong những cái mẫu loa mà shop em bán rất chạy và thường trên thị trường chỉ chỉ có báo Hồng Audio là hay có cái dòng loa này Bởi vì uh, uh, Tất cả những cái hàng uh, Ti5000 thì hầu như là đều được em gom lại Và À, cũng thường xuyên có hàng để phục vụ anh em và đây là một trong những cặp loa mà có thể nói rằng em rất thích và không chỉ riêng em và cũng rất nhiều anh em thích và ưa chuộng cái dòng loa này à, bởi vì nó có một cái hình thức đẹp nó có một cái uh, chất âm đẹp nó dễ chơi nó dễ phôi ghép dễ trình bày dễ uh, kê đặt và có thể uh, uh, tăng thêm vẻ đẹp cho cái căn phòng hoặc căn nhà của chúng ta nữa cặp loa jbl ti 5000 nghìn này về tại báo Hồng audio ngày hôm nay có một cái hình thức cực kỳ đẹp và loa còn nguyên bản tuy nhiên thì cái việc gân loa bát thay thế thì nó là chuyện bình thường với những dòng loa jbl mà sử dụng gân mút rồi đúng không ạ thì cặp này chúng ta sẽ xem qua cái hình thức của nó còn rất là đẹp đó vỏ còn rất sáng và đẹp đúng không ạ đó, đẹp cái bên này thì em sẽ đánh nó đi thôi cái này nó bụi bẩn đánh đi nó sẽ hết thôi Đó, hai bên loa sẽ được trang bị uh, hai cái uh, uh, vỏ piano bóng kèm theo hai đường chỉ bạc ở hai bên rất là đẹp đúng không ạ chúng ta thấy đấy rất đẹp mặt trước thì là sơn đen hai bên sườn hai bên sườn thì uh, được Uh, dán gỗ lạng ba mặt cả mặt trước và mặt sau đó chúng ta thấy đó, rất đẹp đúng không ạ rất đẹp và đặc biệt là cái cấu tạo cái cấu trúc của phân tần cặp loa này ấy, thì có thể nói rằng là một cái cặp loa làm rất là chỉn chu rất là kỹ càng cái mạch phân tần nó rất là to nó sâu khoảng cỡ gần 20 cm và nó dài khoảng hai nó khoảng hơn 30 cm một cái bảng mạch phân tần rất to nếu như anh em nào đã từng theo dõi đã từng xem uh, cái uh, clip của em làm thì sẽ biết rằng cái phân tần của cặp loa này nó làm cực kỳ là gấu và làm uh, rất là chất lượng như thế nào đúng không ạ thì uh, anh em vui lòng tìm lại giúp em những cái clip trước em đã làm rồi clip này em sẽ giới thiệu sơ qua để anh em cùng xem qua uh, chất lượng hàng cũng như là hình thức của uh, cặp loa này Đó. em đã xoay quanh uh, một chút về cái bên này nhé và giá của cặp loa này thì vẫn không đổi là 52 triệu đồng cho một cặp Tano JBL à, TI 5000 Gold. Đó. TI 5000 Gold. Đó, rất đẹp đúng không ạ? Đó. Ok, em sẽ tiến lại gần hơn một chút nhé để anh em xem các cái tuyến loa, để anh em xem các cái driver nhé. Giá là 52 triệu. Anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em bà Hùng theo số điện thoại 0978 263, 263 Các driver của nó còn rất đẹp luôn. Đó. Đây là một cặp loa hay mà em cũng rất thích. Thường thì phải thích cái nào thì mình sẽ bán những cái dòng đó. Tính của em là vậy. Đó. Sẽ tuyển chọn những cặp loa đẹp. Tuyển chọn những cái dòng loa hay để phục vụ anh em theo ý thích của mình. Đó. À, từ trước đến sau thì từ phía đằng sau em cũng đã xoay rồi, quay rồi đúng không ạ? Chủ yếu là chúng ta xem các driver còn rất đẹp đây và zin nguyên bản. Giá là 52 triệu ở à, một cặp loa hình tháp được cấu tạo bốn đường tiếng, một loa bát là 30 cm, một loa bát 30 cm, một loa trung trầm và một loa trung cao, một loa chép titan. Chép titan thì là đặc trưng của hãng JBL rồi đúng không ạ? Chép titan thì cho một chất âm rất là mảnh, sáng và sạch sẽ chi tiết còn à, loa chung của cái cặp này thì có hai cái loa chung một loa chung trầm một loa chung cao đảm bảo giải chung à, có thể cân được hết luôn và loa bát là 30 cm bát màng giấy gân mút và gân mút này thì đương nhiên rồi đã được thay thế gân mút đã được thay và đương nhiên là thay bằng những loại gân tốt và gân chuẩn và những đơn vị thi công phải là những đơn vị hàng đầu tại việt nam Uh, xin cảm ơn anh em nếu anh em nào có nhu cầu hãy liên hệ với em bà hùng theo số điện thoại 0978 263 263 xin cảm ơn anh em